Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới được về con Amly Sansui AO 6 là 7 tiếp đi khay nha các bạn. Con này về còn tình trạng còn rất đẹp, mặt núm là nguyên zin hết các bạn, không có trầy xước nhiều đó, chỉ có một vết xước lông mèo nằm đây thôi, còn lại là rất đẹp, không có trầy xước đó, rất là sáng, chữ nghĩa rất là sáng chi tiết, núm rồi là không có trầy xước, sưng zin hết toàn bộ hai bạn. Dòng này là Made in Japan, điện 100V, công suất 230W nha bạn. Đánh được hai cặp loa bạn. Đó. Cái này là trap nha bạn. Còn này bass nha bạn. Này thon là mình chỉnh thon thì mình mới chỉnh bass trap được nha bạn. Đó. Còn này là Subsonic Loudness các bạn. Mutin. Này ba lăng. Đây ngõ vào nha các bạn. Đó, mới ngõ vào. Đây là đường VMC các bạn. Dùng cho đĩa than, mình không có sử dụng. Đó. Điền đường này là Red Selector, là dùng cho đường thu, mình cũng không sử dụng. Đó. Mình ó thôi. Này ba lăng. Máy mình về tình trạng còn nguyên zin nguyên bản các bạn. Dòng này công suất 230W, đánh được hai cặp loa. Công suất mỗi kinh ra đó là 100W nha các bạn, 100W cho loa 6 ohm và 80W cho loa 8 ohm nha các bạn. Tương đối rất là dễ gấp loa, từ 4 đến 16 ohm. Máy nặng 15kg nha các bạn. Hình thức thì dòng 67XDK này được trang bị hai má gỗ nha các bạn, rất đẹp. Đỉnh của nó là có hai cái đường chỉ vàng nha các bạn, rất là nổi bật, rất là nhìn rất là bắt mắt. À. Máy còn nguyên bản, sau đây là mình test cho các bạn nghe thử ha. Từ lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa em hỏi tên người, đường hoang vắng đời, hàng cây lấn gối buồn nghe lá rơi. Từ lúc em đi rồi, hàng ghế công viên giữa chim Vỏ gỗ còn nguyên zin bản đẹp. Mình quay mặt sau cho bạn xem ha, đánh được hai cặp loa này, mặt sau còn rất mới do thiếu ánh sáng bạn ha, để mình gắn đèn lên cho các bạn nhìn rõ. Đó, mặt sau các bạn thấy không, rất là sáng, sạch sẽ, không có bị rỉ, không bị phen rỉ sét các bạn. Dù trải qua thời gian lâu rồi mà còn sáng đó, các bạn thấy thông tin không? Số seri nè các bạn. Nhớ em lạnh lùng căng
âm ly này để dùng để nghe những nhạc trữ tình này, nhạc vàng này, ghép những loa mà có bass 25-30 rất tốt, thậm chí đánh được bass tới 40cm các bạn. Mà tốt nhất các bạn ghép những bass từ 30cm trở xuống là rất là hay. Đó, con ly này mình bán với giá là 6 triệu đồng bao ship toàn quốc nha các bạn. Các bạn nào có nhu cầu thì gọi cho mình cái số 0903 747 111. Mình sẽ gửi chi tiết hình nội thất, ngoại thất, trong và ngoài máy cho các bạn tham khảo ha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong các bạn hãy đăng ký kênh mình để cập nhật những sản phẩm mình đang bán mỗi ngày nha các bạn. Máy này tình trạng còn đẹp xuất sắc ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.